Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm là bảo quản khô một nắng ở trong tủ lạnh của chúng ta để cho chúng ta dễ sử dụng và bảo quản được lâu hơn nha các bạn. Đây là con cá khô dứa một nắng nha các bạn. Nó con này nặng 1,5 kg. Đây. Cái cách bảo quản người ta kêu là mình cắt nhỏ để vào hộp nhựa có nắp đậy nè, để vào ngăn đá tủ lạnh hoặc là tủ đông, lấy ra 5 phút, không rửa lại nước là mình sử dụng liền đó. Mình có thể chiên hoặc là nướng. Đây các bạn, con cá của mình quá to, bây giờ mình sẽ lấy ra để mình chặt nhỏ ra bỏ trong tủ lạnh. Vì sao phải như vậy hả các bạn? Bởi vì là khi mà con cá này nó quá to, mình không thể ăn hết trong một lần được đó. Mà mình khi mình lấy ra mình rã đông rồi các bạn, mình lấy ra hết mình rã đông xong rồi mình lại bỏ vô nữa, rồi khi nào mình ăn mình lại lấy ra hết mình rã đông nữa, thì nó rã đông nhiều lần quá nó làm sao cá của mình không có ngon ha. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra và mình chia nhỏ cái phần ra ha các bạn. Và khi nào mà mình ăn thì mình lấy đúng cái phần đó mình lấy ra thôi, mình không có phải bỏ hết nguyên con ra để mình rã đông. Cái này nó bự quá. Wow, cái thớ thịt của con cá rất là ngon ha các bạn ha. Đó. Mình sẽ bỏ ở đây để mình chặt ra. Mình chặt ra thành cái miếng nhỏ vừa ăn. Còn đây là cái cá lưỡi trâu nè các bạn, cũng là cá một nắng luôn. Thì mình cũng làm tương tự như vậy luôn ha các bạn. Nhưng mà cái này á, cái vịt này nó nhỏ hơn. Ví dụ như là nhà các bạn ăn hết một lần như đây á, thì mình sẽ lấy ra mình chiên một lần luôn, mình rã đâu mình chiên một lần luôn. Còn mình á, thì một lần ăn không có hết một cái vịt này các bạn. Cho nên là mình sẽ lấy ra mình sẽ cắt nhỏ, giống như nãy mình nói đó. Rồi mình sẽ bỏ trong cái hộp nhựa. Là khi nào mà mình ăn cái phần nào thì mình sẽ lấy ngay cái phần đó ra, mình rã đông thôi. Chứ mình không có lấy hết ra ha các bạn. Là sau khi các bạn lấy hết ra rồi mình bỏ lại một lần nữa thì nó sẽ làm cho cái cá khô của mình nó mất ngon. Bởi vì là đã rã đông ra rồi. Rồi mình bỏ lại rồi mới mốt ăn là phải bỏ ra rã đông nữa. Thì nó lại không có ngon các bạn. Đây đặc sản của Cần Giờ quê mình là những cái món cá biển đó. Rất là tươi, rất là ngon. Khi mà vừa đánh lưới lên á, là đã được làm, rồi được đem ra phơi một nắng, được ướp tẩm gia vị, muối, bột ngọt, thì nó theo một cái công thức nhất định mà rất là ngon các bạn đó. Này, hôm nay mình có cái đợt gửi một người quen đi mua ở biển, thì gửi về cá làm sạch như thế này ha các bạn ha. Đó, làm sạch sẽ như thế này. Con cá này tại nhà mình có bé đó cho nên mình dặn mua cái loại lớn đó các bạn. Đây còn con cá lớn khoảng là 3 tấc, khoảng 3 tấc đó các bạn. Đó, con cá này. Còn con cá dứa của mình là nặng 1,5 kg. Đó, nhà mình có bé cho nên mua cá lớn để mình lấy. Rồi bây giờ mình có thể là cắt nhỏ ra như thế này ha các bạn ha. Đó, nhỏ ra như thế này để mình chiên hoặc là mình cắt nhỏ làm ba. Mình cắt nhỏ làm ba ha các bạn ha, bởi vì cái chảo của mình cũng nhỏ. Đó, mình cắt làm ba như thế này ha các bạn. Đó, rồi mình đem bỏ trong cái hộp. Khi nào ăn thì mình sẽ lấy cái phần mà mình vừa đủ ăn đó thôi, chứ mình không có lấy nhiều ra rã đông rồi bỏ vô tủ lạnh á, nó không có ngon. Cho nên là cái thao tác mà mình phải chặt ra như vậy. Chứ mình bỏ nguyên cái bịch vô trong tủ lạnh thì mai mốt khi lấy ra mình lấy nguyên con ra, mình rã đông thì mình rã đông cái thời gian cũng lâu cho nên mình mới cắt được đó các bạn. Đó, cho nên mình như vậy các bạn ha. Cắt ra. Rồi, đó là cái kinh nghiệm của mình khi mà ăn cá khô một nắng. Các bạn có lần nào đến Cần Giờ thì các bạn hãy mua cá khô về ăn thử nha. Đó là đặc sản quê mình, rất là ngon các bạn ha.
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.